Xin chào tất cả các bạn, cô là Hoàng Mai và hiện tại thì cô đang là giảng viên IELTS ở IELTS Fire. Cô sẽ là chuyên gia về kỹ năng writing và cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao của chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Với bài thi IELTS thì cô đạt điểm oral 8.0 và kỹ năng writing 8.0. Nhiều bạn học sinh của cô thì cũng đạt được những cái số điểm về 4 kỹ năng này cũng như kỹ năng writing rất cao, tiêu biểu là 7.0 hay là 7.5. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều bạn khác đang rất chật vật trong kỹ năng writing của chính mình. Thì trong những chuỗi workshop sắp tới thì chúng ta sẽ cùng giải quyết những vấn đề này mọi người nhé. Trong quá trình tự học, nghiên cứu cũng như là giảng dạy ở kỹ năng writing thì cô thấy là rất nhiều bạn đang có những hiểu lầm về kỹ năng được gọi là active skill này. Và những lỗi ở đây thì chúng ta sẽ chia đều về 4 tiêu chí chấm điểm: lỗi về ngữ pháp, lỗi về từ vựng, trả lời yêu cầu đề bài và cuối cùng là mạch lạc. Những lỗi này cụ thể sẽ là dùng từ quá cao siêu nhưng không liên quan, hoặc rất nhiều bạn đưa ra những ví dụ hoặc là lập luận nhưng không hề liên quan tới chủ đề. Tuy nhiên thì cô nhận thấy là cũng có khá là nhiều lỗi cơ bản khác về chính tả, về ngữ pháp. Những lỗi này thì cô sẽ cụ thể hóa ở những chuỗi bài giảng tiếp theo mọi người nhé. Chúng ta sẽ hướng đến cách viết đơn giản hơn, không dùng nhiều từ cao siêu nhưng hoàn toàn có thể đạt điểm cao nhờ tính kết nối và mạch lạc của mình. Cô mong rằng trong tương lai những chuỗi bài giảng của cô cũng như những thầy cô khác sẽ nhận được sự đón chờ cũng như là đồng hành của tất cả các bạn. See ya! IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.